cảm ơn quý vị đã đón xem series Kỷ sử trăm năm chợ Huế. Thưa quý vị, những ai sinh ra ở làng quê đều biết rõ đình và chùa chính là trung tâm quyền lực và tâm linh của một ngôi làng, còn chợ chính là trung tâm kinh tế và văn hóa. Đến thăm làng mà chưa ghé chợ thì chắc hẳn bạn sẽ chưa nghe hết những câu chuyện thú vị xưa nay của làng. Thì Trang đang có mặt ở đình làng Dạ Lê Thường thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, và cách đình làng khoảng 500m là chợ Dạ Lê, được thành lập từ năm 1703, cách đây 316 năm. Cái tên Dạ Lê xuất hiện ngay trong Ô Châu Cần Lục, cuốn sách đầu tiên ghi chép về vùng Thuận Hóa Thừa Thiên Huế do tiến sĩ Dương Văn An biên soạn. Trang đầy xúc cảm: mưa Dạ Lê tưới cho vườn quả thêm mượt mà, gió hoa thử đưa hương mùi lúa chín. Câu chuyện của chợ của làng Dạ Lê chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị, và xin được giới thiệu người đồng hành quen thuộc cùng với Thùy Trang ngày hôm nay là nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh. Thưa ông, có đến hai cái tên đó là làng Dạ Lê Thường và Dạ Lê Chánh. Chắc hẳn là trong lịch sử sẽ có rất nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh hai cái tên này, đúng không ạ? Thì nói rằng cả hai làng này là cùng một gốc, gốc làng Dạ Lê. Vào thế kỷ 17 thì bắt đầu một cái quá trình chia tách, và cái quá trình đó nó dùng dằng kéo dài cho đến đầu thế kỷ 19 mới giải quyết được. Ban đầu là được sự giúp đỡ của quốc cô Ba Quần Vàng, tức là Nguyễn Thị Ngọc Vàng, giúp cho hai làng bắt đầu biệt đinh và biệt điểm vào cuối thế kỷ 17. Và tưởng thế là xong, nhưng mà không ngờ là tiếp tục sau đó níu kéo lẫn nhau cho đến đầu đời Gia Long. Thì dưới sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Thành, Trung Quân Đỗ Thống, thì cái cư dân này mới chia tách được, bắt đầu biệt đinh và biệt điền và hình thành hai làng riêng biệt. Và xin cảm ơn ông, và trước khi chúng ta tiếp tục đến với những câu chuyện đầy thú vị của chợ làng thì xin mời ông cùng Thùy Trang thưởng thức một bữa ăn sáng chân quê ở nơi đây. Làng Dạ Lê, nước danh chảo long mê soàng. Chảo long ở đây không chỉ giữ được hương vị xưa mà còn bình dân đủ dịa về phong cách phục vụ, chỗ ngồi và giá cả. Chỉ thoảng mùi thơm của cháo đã thấy hấp dẫn. Chảo ba soang có cải ngon, cải ngọt, cải giòn, cải đầm đa thật khó phân tích của miệng dồi hay miệng ruột non. Đỏ hẳn là bí quyết riêng để làm nên thương hiệu. Ba soang bằng sáng ở nhà, chiều thì gồng gánh chảo ra chợ Dạ Lê. Người ăn quen, lỡ buổi sáng thì chiều ghé chợ. Thưa nhà nghiên cứu, đó là bên vì sao mà các ngôi chợ ở quê thì đều có một cái gánh chảo long vào buổi sáng? Chúng ta biết là chảo long là một món ăn dân dã truyền thống của người Việt, có lẽ nó cả hơn ngàn năm rồi. Cho nên là chợ quê nào thì cũng có gánh chảo long, và đồng thời nó cung ứng cái nhu cầu ăn sáng một cách mộc mạc cho người dân đi chợ. Mà thưởng thức chảo ở đây xong thì ông thấy như thế nào? Chúng ta đã thấy là cái cách luộc gạo riêng của người Huế, rồi cách nếm nấu gia vị như thế này, nó thấm đậm một hương vị. Mặc dù ngày nay người ta cố gắng tránh ăn nội tạng, nhưng mà cũng không dằn lòng được trước cái những cái món hấp dẫn ở cái quán của chị bé này. Tại vì ngày xưa mà thời mẹ con bạn thì không biết là khách nó có đông như hiện tại bây giờ hay không ạ? Khách cũng đông mà điều ít hơn, giờ chư vi phát triển nhiều hơn, thường không khổ á, là ăn ít thôi. Không thấy cái món dôi của Di La cũng rất là hấp dẫn, không biết là cái cách làm món dôi này như thế nào ạ? Từ làm thủ công thôi. Trong dôi là khoảng có mỡ này, giá này, lòng này, vậy là hiện thôi. Về đồ nêm tiêu hành tỏi là bình thường. Như thế làm cái nghe bảng cháu long này có vất vả hay không ạ? Có chứ, vất vả lắm chứ. Vậy từ khi buồn giờ đến 10 giờ mới xong việc mà. Nói chung là mình làm mãi. Thưa quý vị, người dân ở đây vẫn thường quen gọi đây là quán chảo long của dì Bé Soạn. Và một cô chảo như thế này thì dao động giá từ 15 đến 20 nghìn. Hương vị thì rất là tuyệt vời. Có dịp đến thăm làng Dạ Lê thì đừng quên ghé qua quán chảo long này. Nếu làng Dạ Lê Chánh nổi tiếng với nghề làm gót, thì Dạ Lê Thường trước đồng sau rẫy còn thêm nghề hái lá thuốc. Đồi núi, rừng cây ở đây bao đời nay hào phóng đong đầy bạc gạo cho người dân trong vùng với nhiều loài lá thuốc quý. Làng có hơn 60 hộ làm nghề hái lá thuốc nam. Khai thác lâm sản nơi xa, sáng sớm đi tay không, chiều về trên gánh nặng nề, có khi phải vừa gánh vừa chồng gậy, nên mới có câu em là con gái Dạ Lê, khi đi hai cẳng, khi về ba chân.
Thưa ông, vì sao lại có câu là bất thủ giả lê thê dù cho người con gái làng giả lê siêng năng là vậy? Chúng ta thấy cái mô típ mà bất giao, bất ẩm, bất thực và bất thủ này nó diễn ra trong tất cả các cái làng quê của Việt Nam từ Bắc chí Nam. Và riêng tại cái giả lê này, những cái người thiếu nữ, những cô thôn nữ nơi đây, người ta quần quật lao tác. Câu ca dao nói rằng em là con gái giả lê khi đi hai cẳng, khi về ba chân, gánh nặng của củi than và tất cả cái vật liệu nông lâm sản ấy về buộc cô ta phải chống gậy. Cho nên trong một cái cách nhìn nào đó thì thấy cái lam lụ da đen mặt trái của những cô gái phải lao động trên cái vùng lâm sản của núi đồi Già Lê này đã làm cho người ta có một cái nhận thức, có cách là một cái thiên kiến như thế. Nằm sát bên ngôi chợ Già Lê có một cửa hàng bán lá. Với kinh nghiệm cũng đã trên dưới 20 năm thì mẹ Sương có rất nhiều loài lá với nhiều công dụng khác nhau. Xin chào mẹ Sương ạ. Mẹ có thể chia sẻ cho con một chút về cái truyền thống nghề lá của làng Già Lê mình ạ. Làng Già Lê mình là toàn đi lá. Lá về là chủ yếu là uống thôi. Kinh nghiệm trong lá chợ mình là họ đi càng nhiều. Càng nhiều loài lá và càng nhiều người đi. Người dân ở làng mình sẽ đi hái lá ở đâu ạ? Được đây là đi nhiều, nhưng mà đến chưa là đi xa lắm. Hơn 20 năm làm nghề lá này thì gì có những cái kinh nghiệm gì để mà chọn lá phù hợp để mà chữa các cái loại bệnh? Lá hạ thủ là tác dụng là bổ máu, làm cái tóc của mình là đen mượt. Gần đây nhất là cà gai leo, là để hạ men gan, rồi cây dân trần là để mát gan. Hoặc là cái tên nữ hoàng cung được đáng ngừa được ung thư. Cái nó phẩm đây là họ không dùng, họ không biết. Nhưng mà hiện nay là họ vẫn bị thải thác về những có tác dụng là đào thải cả cái nước tự động ở trong cơ thể. Và bây giờ người ta sử dụng lá nhiều như vậy thì có khi nào mà người dân ở đây người ta bắt đầu chuyển sang trồng cả cái loài lá không? Hay là những loài trồng, ví dụ như cái cà da leo là họ trồng, họ thích cái lá thiên nhiên nhiều hơn. Thiên nhiên rất là hiếm, nhưng họ đi dụ hết. Xin cảm ơn những chia sẻ của mình. Cuộc sống lan lũ đó của người con gái Già Lê có thể là nguyên nhân của câu bất thủ Già Lê thê. Hai làng Già Lê xưa đến nay nổi tiếng có nghe nhạc tài tử, diễn xướng trong các nghi lễ cúng tế của làng hay dân gian. Nhiều nhạc sĩ giỏi được tuyển vào đội lễ nhạc triều đình nhà Nguyễn, làm tới chức chánh đội nhạc, chánh nhà nhạc Nam Triều. Cha truyền con nối, ngày nay cả thế hệ con cháu của những cụ chánh vẫn tiếp tục gìn giữ và phát huy nghề cổ nhạc, đáp ứng nhu cầu nghi lễ làng xã, chùa chiền đến từ già trên khắp cả nước. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, nghề cổ nhạc của làng Già Lê có từ khi nào và chức vị chánh một đội nhạc, chánh nhà nhạc Nam Triều dưới triều Nguyễn quan trọng ra sao ạ? Đầu thế kỷ thứ 19, dưới triều Vua Gia Long thì một số thanh niên trai tráng của làng được tuyển dụng vào trong các cái đội lính phụ trách tiểu nhạc của Vân Triều. Và cái chức quan chỉ huy cái đội này dưới triều Khải Định thì gọi là quan nhạc chánh, là một người tổ chức điều phối các hoạt động biểu diễn phục vụ cho vương triều, từ các cái nghi lễ cung đình cho các cái yến tiệc của hoàng gia. Cái đội trưởng đội nhạc chánh đấy đóng một vai trò quan trọng trong cái sự cung ứng âm nhạc ca vũ trong những hoạt động nghi lễ và yến tiệc của vương triều nhà Nguyễn. Những người chồng, người con tất bật suốt ngày với nghề kèn trống, còn những người phụ nữ thì chăm chỉ chờ sớm chờ hôm. Chợ Già Lê không lớn nhưng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho những bữa cơm gia đình. Không khí nơi đây mang đậm hơi thở của cuộc sống ruộng đồng, hẳn là ký ức ngập tràn cảm xúc của nhiều người. Thương người buôn bán trăm ngàn, chợ quê thu góp bạc tiền miên man, làng ta giàu thịnh đâu bằng, người như cuộn lỏng vẻ vang biểu tình.
Thưa quý vị, đây là một khu vực khá đặc biệt của ngôi chợ này, nơi bán những cái loài cá đồng mà người dân ở đây khai thác. Thì Trang sẽ trải nghiệm xem từ cái giá cả của các loài cá đồng ở đây bán như thế nào. Cá này thì mình bán một ký bao nhiêu tiền ạ? Cá này ký 60, con cá nữa 80. Hàng ngày chị đi mua lưới được bao nhiêu ký cá như vậy? Hàng phiếu, ngay thì ký 2 ký, ngay thì có con mua ngay thì chừng nửa nữa. Ở đồng này thì một ký giá bao nhiêu tiền ạ? Nhỏ thì 12, mà to thì 15. 120 ký một ký này. Cá diếc này bán như thế nào ạ chị? 50 ngàn. Một thấu cá diếc như thế này chị gọi giá 50.000 đồng thôi ạ. Lương này mẹ bán một ký bao nhiêu tiền hả mẹ? Cân 200. Nhà mẹ có ai làm nghề cá không hay là mẹ lấy hàng của họ? Làm nghề mình kia ông mất cái đồ. Đi mà lại gọi. Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Mẹ theo cái nghề cá này lâu chưa? Lâu rồi nhưng mà có cái ạ. Lúc xưa đắt lắm mà chưa ế có cái nhiều chờ coi. Mà phải buông, không buông không được. Được chưa? Kiếm ngay 50-30 cho đỡ ra. Hằng ngày là mẹ ra chờ từ lúc mấy giờ ạ? Từ 6 giờ thôi. Bà như vậy là đến chiều tối mới mẹ về ạ? Giờ mỗi thời gian. Dạ. Mẹ tính đến lúc mà bao nhiêu tuổi thì mẹ sẽ nghỉ hưu ạ? Bây giờ đã 75 tuổi rồi. Thế ní là mẹ đi mới đi đóng tin mới về. Được ngay quá ngày này thôi chứ chứng việc lại được. Đi muốn ạ. Cho vui, ở nhà buồn mà kiếm được bên bên có một cái đỡ. Năm xuống một cuộn nữa thì còn chết cả lên đó. Con xin cảm ơn những chia sẻ của mẹ rất nhiều và chúc mẹ sẽ luôn mua may mắn ạ. Con chào mẹ. May mắn đắc mà cho mẹ mạnh khỏe. Dạ. Làng Dạ Lê Thường gắn liền với câu chuyện cuộc đời của ngài Nguyễn Văn Thành, một trong số những công thần bậc nhất của triều Nguyễn. Chuyện rằng ngay sau khi Trung quân Nguyễn Văn Thành vì những cảm giác nặng nề của đồng liêu đến nỗi phải uống thuốc độc tự tử, các viên chức làng và các vị đội trưởng dưới quyền của ngài quê quán ở làng Dạ Lê Thường đã xin lo tang lễ và an táng ngài tại sâu phần nơi đây. Nơi đình làng, ngoài các vị thiên thần và thủy thổ, làng còn dành án riêng thờ ngài, một nghĩa cử thể hiện đạo lý tri ân cao đẹp của người dân làng Dạ Lê Thường. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, công trạng của công thần Nguyễn Văn Thành đối với làng ra sao và vì sao mà dưới triều Nguyễn thì ông bị bức tử đến như vậy ạ? Chúng ta biết là tiền quân Nguyễn Văn Thành là một nhân vật quan trọng trong triều đình của nhà Nguyễn. Sau khi thống nhất đất nước thì tiền quân Nguyễn Văn Thành đã được giao phó trách nhiệm là trấn thủ Bắc Thành. Chính ông là một vị tướng hiểu biết nhiều về văn chương cho nên mới được cử ra nhận cái trọng trách này. Vì cái vị trí lớn lao như vậy mà bắt đầu nảy sinh ra những hiềm khích với một cái viên tướng khác nổi bật, đó là Tả quân Lê Văn Duyệt. Vì cái mâu thuẫn quyền lực này nó dẫn đến một cái sự kiện người ta thổi phồng lên cái bài thơ của người con Nguyễn Văn Thành là một cái vị cự nhân phò mã của Gia Lâm. Có những câu thơ người ta suy diễn rằng là có cái ý đồ tạo phạm. Vì thế là bắt Nguyễn Văn Thuyên giam trong ngục. Trước sự bức bách như vậy và bản thân Nguyễn Văn Thành xin vua thông cảm và chia sẻ và vua cũng không cho phép. Trong cái phút giây buồn khổ như vậy thì Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc độc tự tử. Đối với dân làng Dạ Lê Thường này thì Nguyễn Văn Thành là một cái bậc chỉ huy lớn. Ở Huế thì ông đã can thiệp với vua Gia Long thì bày mưu cho dân làng rằng ngày đó ngày kia là vua sẽ du hành. Trên đường thì dân làng nên quỳ đón người giả và đưa cái đơn xin biệt đến và biệt đi. Chính vì vậy khi mà ông chết thì tất cả những người đội trưởng xuất thân là làng Dạ Lê này đã xin về vương triều cho phép đưa ông về đây để làm lễ mai táng. Và ông đã được làng chôn cất một cách long trọng, dựng cái miếu thờ và ngay trong đình này cũng có thờ ông. Vậy thì cái lòng biết ơn của cái cư dân của làng Dạ Lê Thường này là một cái nghĩa cử rất sâu sắc. Từng sống ở quê, hàng ai cũng đã nghe những âm thanh rộn rã, mùi vị thân quen của chợ mỗi sớm mai khi sương chưa kịp tan. Đó là tiếng cừu kịt của những gắn gồng, tiếng chào hỏi râm ran, rồi mùi tanh của những cá, tôm, thịt hay thơm ngát của hoa quả, của những nén nhang khẩn cầu một ngày buông mây vàng đất. Như Đào Khải Phương đã viết, chợ quê phiên họp ồn ào, bảng mua mua bán lao sao cảnh gồng, nào na nào ổi nào hồng, nào tương nào mắm cải ngồng làm thưa, nào rau cả thịt bảng mua, cây bừa rộ rá vọng đưa gọi mời,
chợ quê riêng một góc trời, in trong ký ức một thời tuổi thơ. Con chào mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ bán ở chợ Dạ Lê này được bao nhiêu năm rồi ạ? 50 năm rồi. 50 năm bán ở chợ này. Ngày xưa thì ngôi chợ này như thế nào ạ? Hồi xưa là cái chợ là đẹp đẽ lắm. Cao trâu này thì mẹ lấy hàng ở đâu bán ạ mẹ? À, về mua trôi lên. Bây giờ mẹ lớn tuổi như vậy rồi có đi lấy hàng được nữa không ạ? Cũng đi. Sáng ra đây mà về xe bị 4 giờ đi cái xe. Lên đây là 7 giờ. Lúc trước bán là coi như là ú chồng. Ít người bán mà người mua nhiều. Còn chứ là người bán nhiều mà không có người mua. Chứ là họ giảm ăn. Họ chỉ mua ít trái họ cũng đâu rồi thôi. Một ngày bán ở chợ như vậy thì mẹ lời được khoảng bao nhiêu tiền ạ? Ú chờ lời thì cũng được. Lúc này lời 5-30 ngàn là không giúp chứng có nhiều. Mẹ thấy đời sống của các tiểu thương ở chợ mình như thế nào ạ? Ú chờ bán lúc này thì cả chợ là có gì là không ra gì luôn. Chờ hàng gì cũng ế hết. Vì là chưa là họ đông nhiều chờ quá. Chờ xóm chờ làng ở trong đợi cho họ ít ra mua đây nè. Ngồi đây nhiều khi cả ngày bán được 8 ngàn bạc thôi. Tôi xin cảm ơn mẹ Mừng rất nhiều ạ. Chợ cách chùa làng không xa. Tương truyền, tháng Giêng năm 1689, chùa Linh Sơn được dựng lên ngay sau sự kiện làng được cấp bằng biệt lập và có tên là chùa Tây Sơn. Đây là nơi nguyện cầu của cư dân và những tiểu thương của chợ. Không biết có phải vì những âm thanh rộn rã của chuông chùa hay của các đội cổ nhạc trong làng mà Dạ Lê Thường nổi tiếng với truyền thống xuất gia tu hành. Có thể kể đến là Sư Thành Thái, Huệ Minh, vốn họ Nguyệt Đình, đệ tam tổ của chùa Từ Hiếu. Sư Trần Thành Giác Tiên, họ Nguyễn Duy, trụ trì khai sơn chùa Trúc Lâm. Xuất gia từ 5-7 tuổi với Sư Giác Tiên là Sư Tầm Hương Mật Hiển, nổi tiếng là một hòa thượng đức cao đạo trọng. Nổi tiếp truyền thống, này tiêu biểu có Sư Giới Đức, trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng. Thế nhà nghiên cứu trong Đại Vinh hiện nay thì trên báo chí ngày càng xuất hiện dày đặc những cái bài viết về các vị sư giả, sư BOT và những vụ làm dùng tình dục của các vị sư giả đó. Dường như là sự tu tập ngày nay không còn được như xưa vào đúng không ạ? Chúng ta thấy cái mâu thuẫn giữa tu tập và cuộc sống hiện đại. Nếu những cái vùng đất nào mà có một truyền thống sâu sắc về Phật học, ví dụ như làng Dạ Lê này, thì ta sẽ thấy là các vị sư chân chính xuất thân từ đây là họ sẽ có một cái đời sống đạo đức được huấn tập trong cái môi trường làng quê rồi môi trường của nhà chùa truyền thống. Còn cái hiện tượng hiện nay nhán nhản khắp nơi như vậy là chính là sự suy đồi do cái tác động của cái xã hội kinh doanh và thương mại, nó ảnh hưởng đến chùa. Người ta đã xem cái chuyện mở chùa cho to như vậy là để thu tiền công đức, và khi người ta đã mắn tâm chạy theo những cái đó rồi thì chắc chắn sẽ có những cái hiện tượng suy thoái về nhân cách và đạo đức. Có thể nói là tại cái Đức Huế này, người ta ngợi ca là nếu Quảng Trì thì Trung Kiên, Thừa Thiên Dạ Lê. Và chính cái truyền thống và sự tu tập của những vị sư tiền bối ấy khẳng định một cái chánh tín và người ta giữ cái đạo đức chân chính của mình. Từ truyền thống đến hiện đại, cấu trúc giới tính trong thương mại chợ quê hầu như không thay đổi. Chợ Dạ Lê Thường cũng vậy, đó vẫn luôn là thế giới của những người phụ nữ. Nạo tràng nho giáo vốn dĩ khinh thị nghề buông, bởi vậy người quân tử ăn chẳng cần no, cho dù bụng đói vẫn đắc chí vỗ bụng rau bình bịt xếp đầu tự dân. Vì thế trách nhiệm kiểm tiền sinh kế người quân tử đổ lên đầu những người đàn bà yếu ớt. Trong Tử Đức, đứng đầu là công, nữ công gia chánh, chàng kiện tạo cho nàng cả tài buôn bán. Em thời buôn bán cho lanh, để anh chăm chỉ học hành cho thông. Mai sau anh đầu quần công, em làm chính thất xem trong cửa nhà. Con chào mẹ ạ, à, cái món này là món bạc hà hay sao hả mẹ? Không, món ngọt. Chị biết cái món gì là ngon ạ? Dạ không được, mà ăn vì cách đấy không được, mà nấu canh được chứ không được hết. Mẹ bán ở chơi này được bao nhiêu năm rồi ạ? Năm. Mẹ tính bán đến lúc nào thì mẹ sẽ nghỉ? À, khi mà cũng chỗ lương mà cứng á, thì ra khỏi bạc lùng á, nó nghỉ.
hôm chợ Già Lê, nơi hội tụ sự ấm no giàu đẹp của dân làng, là trái tim đập nhịp mang sức sống đến từng gia đình các thế hệ từ hơn 300 năm nay. Chợ, niềm thương nhớ của người đi, tình yêu của người ở lại, mãi mãi là niềm tự hào tươi sáng ấm áp trong lòng những người con của làng Già Lê trên mọi miền Tổ quốc. Trăm năm chợ Huế kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.